tăng cường kiểm soát an ninh hàng không phục vụ quốc tang Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam Vũ Thế Việt yêu cầu tăng cường bố trí nguồn lực để phục vụ tận tình, chú đáo các chuyến bay đưa, đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế tham dự lễ quốc tang Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV yêu cầu các tổ chức đảng, các đơn vị thực hiện trong thời gian nhà nước tổ chức tang lễ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng treo cờ rủ trong hai ngày quốc tang 25-26 tháng 7 năm 2024, dừng tất cả các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao, lễ hội trong hai ngày quốc tang. Các tòa nhà, nhà ga, các màn hình thông báo trong nhà ga, trong thang máy tạm dừng trình chiếu các quảng cáo chủ đề mang tính vui tươi, sống động, chuyển sang chiếu các bộ phim tư liệu, các bài viết, hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hoãn lùi các sự kiện tổ chức trong tuần từ ngày 22 đến 28 tháng 7 năm 2024. Tổng giám đốc ACV Vũ Thế Việt đã có chỉ thị yêu cầu các cảng hàng không, chi nhánh thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc, trang trọng các quy định của nhà nước, hướng dẫn của các cơ quan chính quyền địa phương. Đảng ủy cấp trên về lễ quốc tang trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2024, trong đó các đơn vị treo cờ rủ trong thời gian hai ngày tổ chức lễ quốc tang, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không chi nhánh theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam về việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường trong thời gian tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tăng cường bố trí nguồn lực hạ tầng trang thiết bị nhân sự chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ tận tình, chu đáo các chuyến bay đưa đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế tham dự lễ quốc tang, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, đảm bảo khai thác và chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không trước, trong và sau lễ tang. Chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương nhằm phục vụ tốt các đoàn đại biểu tham dự lễ quốc tang, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn cảng hàng không, sân bay giả soát việc trang trí tại các nhà ga hành khách, đảm bảo trang nghiêm, lịch sự trong suốt thời gian phục vụ lễ quốc tang, làm việc với các đơn vị quảng cáo giả soát điều chỉnh nội dung phù hợp, tổ chức đăng tư liệu và hình ảnh về thân thế, sự nghiệp để tỏ lòng kính trọng, tiếc thương và tưởng nhớ đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cấm nhiều phương tiện để phục vụ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông phục vụ lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, cục cảnh sát giao thông đã có phương án phân luồng giao thông từ xa. Cụ thể, tối 23 tháng 7, cục cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng vừa có phương án phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông phục vụ lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, C08 đã xây dựng phương án phân luồng từ xa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp danh trước trong thời gian diễn ra lễ quốc tang như phân luồng, hạn chế phương tiện đi vào khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trước trong thời gian diễn ra lễ quốc tang, chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại Hà Nội ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động của lễ quốc tang. Ngoài ra chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phòng ngừa, giải quyết ủn tắc giao thông và khắc phục các sự cố giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp danh, bảo đảm chủ động, nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả cao. Tại Hà Nội, để bảo đảm an ninh trật tự phục vụ lễ quốc tang, các đơn vị địa phương triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện đi vào trung tâm thành phố Hà Nội trước và trong thời gian diễn ra lễ quốc tang theo đó từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 26 tháng 7 tạm cấm đối với các loại xe ô tô có trọng tải từ 10.000 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 40 chỗ trở lên, trừ các xe ô tô phục vụ lễ quốc tang, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố không lưu thông trên các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Theo đó, tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn từ nút giao Liêm Tuyền đến Pháp Vân, quốc lộ 1A đoạn từ quốc lộ 1A hướng đi cầu Yên Lệnh đến quốc lộ 1A Ngọc Hồi, quốc lộ 5 đoạn từ quốc lộ 5 quốc lộ 1A đến nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cử. Quốc lộ 1A, đoạn từ quốc lộ 5 đến quốc lộ 1A, đến quốc lộ 1A, quốc lộ 18. Quốc lộ 3, đoạn từ quốc lộ 3, nút giao Bắc Phú đến quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên quốc lộ 2, đoạn từ Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 đến quốc lộ 2, cao tốc Hà Nội, Lào Cai, quốc lộ 6, đoạn từ quốc lộ 6, ngã ba Xuân Mai đến Quang Trung, quốc lộ 6, đường làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, đoạn từ đường làng văn hóa, cao tốc Hà Nội, Hòa Bình đến đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21A, quốc lộ 32, đoạn từ quốc lộ 32, ngã ba Sơn Tây đến quốc lộ 32, Hồ tú Mậu tuyến phân luồng các phương tiện tạm cấm lưu thông gồm các phương tiện từ Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định qua quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội, Hải Phòng đến cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ qua cầu Thanh Trì đến nút giao Pháp Vân đi cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ hoặc đến Hương Yên, Cầu Yên Lệnh hoặc đường Cầu Hương Hà đi cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ và ngược lại. Các phương tiện từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Bắc Giang qua quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi quốc lộ 1A qua cầu Phù Đồng đến nút giao Ninh Hiệp đi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hoặc quốc lộ 1A và ngược lại. Các phương tiện từ Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc từ quốc lộ 1A đi quốc lộ 18, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 hoặc từ quốc lộ 1A đến nút sau Ninh Hiệp vào cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi Thái Nguyên hoặc dãy quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc và ngược lại các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ đi Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình qua cầu Đồng Quang, Vĩnh Thịnh, quốc lộ 32, quốc lộ 21, đường làm văn hóa các dân tộc Việt Nam, cao tốc Hà Nội, Hòa Bình và quốc lộ 21A, tỉnh lộ 424, quốc lộ 21B, quốc lộ 1A đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và ngược lại. Thông tin cần lưu ý về lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn về lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công văn nhằm thực hiện thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận Nhất. Lễ viếng diễn ra từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7, thứ năm và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 thứ sáu. Lễ truy điệu lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 thứ sáu. Trong hai ngày quốc tang ngày 25 và 26 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nơi công cộng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang treo cờ tổ quốc theo nghi thức cờ rủ có dải băng tan màu đen, có kích thước bằng 1 phần 10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2 phần 3 chiều cao cột cờ. Cờ rủ được treo tại vị trí treo cờ hàng ngày. Nhân dân và các đoàn đại biểu của cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sạm màu, nghiêm túc theo nghi thức quốc tang. Cá nhân và tổ chức tới viếng không mang theo vòng hoa, trái cây, nhan đèn, không mang theo túi sách, chỉ mang theo giải băng viếng tang màu đen chữ trắng có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức chuẩn bị